Cô có nhìn nhầm không? Không, em thề. Thật luôn, thật chuẩn, thật chính xác luôn. Bà không tin á, bà chạy vèo lên mà xem, vẫn còn đang nằm. Em xin lỗi, bà không chạy được. Cô Xu. Cái gì? What? Sao cô không về phòng mà lại ngồi đây ngủ? Ngủ đâu? Nghỉ chân. Bà ơi, cơm nước em nấu xong rồi, bà ăn luôn hay là chờ cậu Khang về? Mãi em nghĩ bực ấy, việc nhà cửa cơm nước ấy em không ngại đâu, nhưng mà cứ lấy cớ trực ấy để trốn việc như thế này em thấy lạ. Mà cậu Khang dạo này khác lắm. Tình hình này em sợ là khéo ở nhà đổi chủ đến nơi. Thôi, sao hôm nay ăn gì mà nói lắm thế? Em thấy bà ngồi một mình buồn ấy, em tâm sự mỏng với bà tí cho vui. Thưa mẹ, nếu như chuyện mẹ đang nói là việc con đi nhờ đồng nghiệp về tới nhà thì mẹ hơi nặng lời rồi đó. Con thấy chuyện này bình thường mà. Ai bị bắt tại trận mà chẳng nói ra là không có gì đâu ạ. Mọi chuyện bình thường mà. Chẳng có ai ngu mà đi nói là thưa mẹ, đấy là bồ của con. Cô Xu à, ở trong nhà này chỉ có mẹ chồng con có quyền mắng mỏ, dạy bảo con. Nhưng cô thì không. Cô nên giữ đúng vị trí của mình đi ạ. Cô Xu theo tôi bao năm cũng là người trong gia đình này. Thằng Khang còn phải nể cô vài phần. Cô là cái thứ gì mà dám mắng mỏ cô ấy? Thôi, bà ơi, bà ngồi lù lù một đống, bà ngồi đàng hoàng một đống thế này mà Linh nó còn đi về bình thường như thế. Em là cái thá gì? Nói thế là còn nhẹ đấy chứ.